thấy trăng xưa hùng cường, ai thấy trăng này xiềng cùng đang đăng nàng hân thù. Ai đắp ngang sông Trường Tồn, ai kết liên dân tài hùng, xua tan giặc Đông Hán, xua tan giặc xâm lấn. Ta cùng chung lòng mong ngày vang danh thơm dòng oai lên. Xin kính chào quý khán giả đài VNA-TV 57.3, chương trình khoa học và xã hội với đề tài trị bệnh bằng phương pháp thôi miên không dùng thuốc do võ sư bác sĩ Lý Quỳnh Xanh thực hiện. Xin chào tái ngộ cùng quý vị. Dạ, thưa kính chào võ sư bác sĩ Lý Quỳnh Xanh. Dạ, xin kính chào chị Catherine. Dạ, xin kính chào quý vị khán giả của đài VNA-TV 57.3. Dạ. Trước khi vào chương trình, chúng tôi cũng không quên cảm ơn các vị thương gia đã thương yêu và bảo trợ cho chương trình. Chúng tôi hết sức ngưỡng mộ ông bà chủ Thanh Hà đã sáng lập ra tiệm bánh xèo Thanh Hà với món bánh xèo ngon hết sức là ngon. Ngon tới mức độ báo Orange County của Mỹ đã phải chụp hình lên báo khen ngợi không ngớt lời. Bánh xèo mỏng, giòn và ngon tuyệt vời không những đang nổi tiếng tại vùng Phước Lộc Thọ mà còn đã từng nổi tiếng tại Melbourne, Úc Châu từ nhiều năm trước. Mời quý vị hãy tới để thưởng thức món bánh xèo độc đáo này, đồng thời còn nhiều món khác nữa, có cả món ăn chay. Thanh Hà chủ nhân kính mời, xin gọi điện thoại 7148905709, địa chỉ 9060 Bosa Avenue, Westminster, California 92683, gốc Bosa và Magnolia. Thuốc Bắc Dương Lê Cảnh với trên 20 tiệm tại Hoa Kỳ, chai đa mệnh ớt ngăn ngừa và tiêu các loại độc, giang mai, phong cùi, trị bướu đường ruột và u thịt bao tử, chai Heaven Dragon mạnh sinh lý, giao hợp bền bỉ, bổ dương thay thế Viagra, sang phang bao thay thế Viagra 100% an toàn và công hiệu không phản ứng phụ, cao máu tiểu đường đều dùng được, cao sơn trà, hạ cholesterol, tăng mỡ, xuống cân, trị tiểu đường, cao máu. Đặc biệt từ nay cho đến ngày 30 tháng 9, quý khách mua 2 sẽ được tặng 1 cho tất cả các loại thuốc trên. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-800-798-4433. Dương Lê Cảnh trân trọng kính mời. Nhà hàng Trưng Dương, nhà hàng Trưng Dương, quán lẩu tuyệt vời, nhà hàng Trưng Dương, quán lẩu all you can eat, ăn thoải mái, ăn mệt nghỉ. Từ thứ hai tới thứ năm 13.95 đồng. Đặc biệt từ thứ hai tới thứ năm có 30% off cho từ 65 tuổi trở lên. Từ thứ sáu tới chủ nhật 16.95 đồng. Nhà hàng Trưng Dương, quán lẩu All You Can Eat mở 7 ngày một tuần từ 5 giờ cho tới 11 giờ tối. Có tất cả khoảng 20 món khác nhau, rau cải, thịt và đồ biển. Tại 12342 Brookhurst Garden Grove 92840. Số điện thoại 714-512-8088, 714-512-8088. Cảm ơn quý vị vẫn giữ băng tần VNA TV 57.3. Trước khi vào đề tài ngày hôm nay, Catherine muốn thông báo về lớp học sẽ mở vào ngày 5 tháng 6 năm 2016 từ 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều với đề tài thứ nhất là bệnh tâm thần, thứ hai cái gọi là con mắt thứ ba có hay không. Địa điểm tại Thư viện Việt Nam số 10872 Westminster, phòng 214 Garden Road, California 92843. Số phone để liên lạc là 818-987-7138. Và lệ phí lớp học là 50 đồng cho một người. Mời quý vị gọi vào đài, gọi cho bác sĩ để lấy hẹn ngày 5 tháng 6 2016. Và xin mời bác sĩ cái đề tài hôm nay. Dạ. Quý vị có thể gọi cho Lưu Huỳnh Xanh để hỏi thăm địa chỉ chỗ lớp học, hoặc là cái ngày hôm đó quý vị có thể tới ngay đó để rồi mình trả lệ phí ngay đó luôn. Dạ, không cần phải trả trước. Dạ. Cũng như theo thông lệ thì Lưu Huỳnh Xanh cũng để cho chị Catherine sẽ hỏi trước một số câu hỏi nào đó mà bà con cô bác ở ngoài muốn hỏi. Nhưng mà trước khi đi vào cái mục đó thì Lưu Huỳnh Xanh cũng xin giải thích hai cái đề tài mà mình sẽ nói vào cái buổi lớp học. Dạ. Thì cái đề tài thứ nhất là nói về bệnh tâm thần. Cái đề tài này Lưu Huỳnh Xanh sẽ dĩ mà nói trong lớp học kỳ này là bởi vì nó rất là quan trọng. Nó quan trọng cho gia đình, cho tất cả mọi người. Bởi vì ở trên đài không bao giờ có thể lột hết được tất cả những cái kiến thức về vấn đề bệnh tâm thần để cho bà con hiểu. Do đó quý vị nên tới lớp học để có thể hiểu được những cái chi tiết nhiêu khê của cái vấn đề bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần nó không phải là hôm qua mới xảy ra từ hôm qua, mà có thể nó sẽ bắt đầu có cái dấu hiệu xảy ra từ 10 năm trước. Dạ. Mấy quý vị không biết
Cho nên quý vị cứ để nó ngấm lần. Rồi có nhiều cái yếu tố nó xảy ra, không phải là do nơi di truyền, cũng không phải là do nơi cá nhân của cái đứa bé đó nó sanh ra nó bị như vậy, mà là bị trong cái sinh hoạt của gia đình. Sinh hoạt của gia đình nó dẫn đưa mỗi ngày chút. Cho nên cuối cùng nó sẽ vô cái thế là bị bệnh tâm thần. Là khi nó đã vô cái thế bệnh tâm thần rồi thì quý vị thấy rằng rất là khó khăn để mà trị. Tất cả các vị bác sĩ tâm lý như psychologist hay là các vị bác sĩ tâm lý psychiatrist, họ phải cho thuốc để mà làm trấn an cái tinh thần lại, làm cho cái tinh thần nó dịu lại. Thì cái vấn đề ở chỗ là để tới lúc mà nó có bệnh rồi mới trị thì cũng được thôi, nhưng mà nó khó khăn vô cùng. Nếu mà trị trước đó, đề phòng trước đó, hay là thay đổi cái vấn đề mà có thể đẩy đưa cái người con đó, người cháu đó thành bệnh tâm thần thì nó hay biết là bao nhiêu. Dạ. Thành ra trong cái lớp học ngày hôm đó, Lý Quỳnh Xanh sẽ trình bày một cách chi tiết cho quý vị rõ là những cái dấu hiệu gì cho thấy rằng đứa bé đó, con người đó, cháu đó có thể lớn lên sẽ trở thành bệnh tâm thần. Có một số, tôi nghĩ đa số là những cái em bé mà bị bệnh tâm thần là khi khoảng 15, 16 tuổi trở đi. Dạ, có nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và dạ, là do nơi cái khoảng tuổi từ 3, 4 tuổi trở đi mà mình dạy sai, mình áp dụng cái công thức mà training sai, có khi nó thành ra một cái chuỗi dài cho tới lúc 15, 16 tuổi bắt đầu nó sanh chuyện. Có nhiều khi không phải tại môi trường của gia đình mà cũng có thể là do nơi môi trường của học vấn nữa. Dạ vâng. Thành ra nếu mà mình nhận dạng được sớm thì quá tốt. Dạ, để mà mình thay đổi cái vấn đề. Thì đó là những cái mà quý vị cần phải biết. Chứ không thôi thì quý vị sau khi mà sau này khi con lớn lên rồi con nó sanh bệnh, quý vị đổ thừa tại nghiệp, tại trời, tại đất, vân vân. Thì cái đó cũng tội cho ông trời, cũng tội cho Phật, cũng tội cho Chúa. Các ngài không có muốn con cháu chúng ta bị như vậy. Nhưng mà các ngài có cho chúng ta cái trí tuệ để đào sâu để tìm hiểu. Nhưng mà tại chúng ta không xài tới thôi. Thành ra quý vị nên tới cái lớp học này để hiểu, để biết cái cách nào để ngừa được con cái của mình không đi vào cái thế đó. Còn cái đề tài thứ nhì là cái đề tài con mắt thứ ba có hay không. Thì kính thưa quý vị, cái đề tài này hấp dẫn lắm. Tại sao nó hấp dẫn là nó như vậy? Quý vị đọc trong lịch sử của Ấn Độ, các vị thần thánh bên Ấn Độ, người ta cũng hay có nói tới con mắt thứ ba. Quý vị coi phim Tàu, chắc quý vị cũng còn nhớ Dương cái tiễn. Chuyện phim Nhị Lan Thần Dương Tiễn thì chị nói đúng, chả hay quá, chắc trong phim Tàu thứ dữ. Thì Nhị Lan Thần Dương Tiễn có con mắt thứ ba. Dạ. Nhưng có một cái vấn đề, có nhiều khi quý vị không để ý là tại sao Nhị Lan Thần Dương Tiễn khi các nhà đạo diễn làm phim, người ta làm con mắt thứ ba ở ngay giữa trán của Nhị Lan Thần Dương Tiễn, mà là con mắt đứng chứ không phải nằm ngang. Thưa quý vị, mà đó là cái điều không ai để ý. Rồi chúng ta tam sao thất bổn, chúng ta phan tới phan lui, lát rốt cuộc chúng ta tưởng tượng là con mắt thứ ba là con mắt nằm ngang. Dạ. Thành ra tất cả những cái đó đều là do nó con sản phẩm tưởng tượng của con người. Tại sao Nhị Lan Thần Dương Tiễn có con mắt thứ ba mà lại phải dễ đứng? Đó là cái vấn đề chúng ta cũng nên để ý chứ. Dạ, phải hiểu tại sao. Dạ, chúng ta không hiểu tại sao, cho nên khi chúng ta coi phim xong, chúng ta lại đi tưởng tượng con mắt thứ ba của chúng ta là nằm ngang. Dạ. Dạ, hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ không đi tới cái chuyện mà con mắt thứ tư. Dạ. Đi tới mắt thứ tư là con mắt ở phía sau. Không có, hai con mắt nằm chồng lên trên. Dạ. Dạ. Thưa quý vị, con người chúng ta có quyền tưởng tượng. Yeah. Nhưng mà nếu chúng ta tưởng tượng xa quá, chúng ta thành ra lội trong một cái, giống như lội trong một cái biển mê. Dạ. Mơ hồ. Dạ. Rồi khổ nổi là nếu chúng ta lại có con có cháu mà chúng ta lội trong biển mê, xong chúng ta lấy cái biển mê đó dạy lại cho con cháu. Yeah. Thì con cháu chúng ta sẽ, xin lỗi quý vị, là nguyên một bầy mê hết. Dạ. Thành ra quý vị phải cẩn thận. Thời bây giờ là cái thời đại của nguyên tử, là cái thời đại của khoa học, là cái thời đại văn minh tiến bộ của trí tuệ. Yeah. Cho nên quý vị, những cái gì mà trong quá khứ của mấy trăm mấy ngàn năm trước
chúng ta phải tìm cách chọn lọc lại. Không phải cái gì trong quá khứ cũng là dở, không phải gì trong quá khứ cũng là sai, nhưng mà có những cái sai cần phải được thay đổi. Muốn thay đổi cho nó đúng, chúng ta phải có để tâm, để ý, để trí tới nghiên cứu. Phải không chị? Dạ. Rồi mình nghiên cứu, rồi mình học hỏi, mình thấy đúng, mình bỏ cái sai, thấy đúng, bỏ cái sai, phải gan lọc. Nước Mỹ trước khi họ lập quốc, họ cũng là một biển mê. Họ cũng là những người đi tìm sự sống. Dạ. Cũng mà từ Âu Châu qua, họ cũng đâu có phải giỏi như bây giờ. Nhưng có một điều hay của họ là họ luôn luôn tìm cách tiến hóa, họ luôn luôn tìm cách học hỏi, họ luôn luôn tìm cách nghiên cứu. Họ sẵn sàng bỏ không biết bao nhiêu tiền để mua tất cả những nhà bác học của Đức và của tất cả mọi nơi về để làm việc với họ. Và thưa quý vị, đó là cái phương pháp, là cái quy tắc mà rất là đứng đắn để phát triển trí tuệ, là mình phải tới gần những người có trí tuệ. Mình phải tới gần, phải nghiên cứu, phải tìm cách tới gần các cái vị giỏi, các cái vị thông minh để mà mình học hỏi. Còn hơn là mình cứ khư khư ôm cái tôi của mình, ôm cái ta của mình. Rồi cuối cùng chúng ta cũng tiếp tục lội trong biển mê cho tới ngày chúng ta tắt thở. Dạ. Thì quý vị thấy cái quan trọng nhất là chúng ta phải luôn luôn trau dồi trí tuệ. Mà chúng ta ở ngay cái nước Mỹ này là cái nước đầy rẫy những kỹ thuật, đầy rẫy những cái phương tiện để cho chúng ta học hỏi. Why stop? Tại sao chúng ta phải hạn chế lý mình, không mở cho mình một cánh cửa rộng rãi, không mở tâm ra để mà tìm học những cái gì hay của cái xứ mà mình đang ở, mà lại ôm những cái tư tưởng, những cái sự belief, những cái niềm tin mà có khi nó hoàn toàn vô căn cứ. Chẳng hạn như tới giờ này mà ai còn nói với tôi rằng dạ mỗi lần mà có sét đánh là có ông thiên lôi cầm búa đi rượt đánh người ta, chém người ta, thì tôi thấy cái người đó nói vậy, người đó thì là tội lỗi vô cùng. Và tội lỗi với ai? Tội lỗi với chính họ. Họ đang hại cái xác của họ, họ đang hại cái trí tuệ của họ. Dạ, đi từ cái biển mê này, đi từ cơn sông mê này ra cái biển mê khác. Thành ra quý vị tới với lại quý vị sanh ngày hôm đó để có thể hiểu được cái con mắt thứ ba, người Ấn Độ belief long time ago, cái người Ấn Độ belief mà đã tin rằng mấy ngàn năm trước nó như thế nào. Dạ, tại sao dễ con mắt đứng, họ không bao giờ dễ con mắt ngang. Dạ, rồi cái con mắt thứ ba của ông Vệ Lan Thần Dương Tiễn, của cái nhân vật Vệ Lan Thần Dương Tiễn mà người Tàu dựng ra, khi mà Vệ Lan Thần Dương Tiễn đi đánh Tề Thiên và Tề Thiên có cái tài phép độn đất, độn thổ chung xuống, thì con mắt thứ ba nó mở ra, nó nhìn xuyên xuống đất. Dạ, có phải vậy không? Bác sĩ cũng luyện trưởng đó. Dạ không, nghe ta kể lại thôi. Dạ, nếu tôi luyện trưởng nhiều quá đâu có thì vợ đâu mà luyện cái khác. Thì vợ cũng biết. Dạ, thì hồi nhỏ mà hồi trẻ thì coi thì ai lại không thích mấy cái đó rất là hứng thú và làm cho mình tò mò dữ lắm. Thì quý vị thấy là tại sao con mắt thứ ba lại mở đứng mà lại mở ra và chỉ có nhìn xuống đất thôi. Dạ, chứ con mắt thứ ba đâu có nhìn sau lưng. Dạ, tôi thấy có nhiều người giờ nói mắt thứ ba nhìn sau lưng nữa. Nhìn thấy hết sau lưng luôn. Dạ, tôi thấy có mấy cái đó quý vị để ý. Dạ, thành ra con mắt thứ ba là để nhìn xuyên đất, xuyên tường để thấy địch khi độn thổ này cái nọ, đại khái vậy. Thì quý vị phải hiểu là nó nằm ở chỗ nào gọi là mắt thứ ba, như sao vân vân vân. Quý vị tới lớp này đi, quý vị sẽ có một cái cơ hội để mở mang kiến thức, để hiểu được những cái chuyện của quý vị chưa bao giờ để có ai nói tới. Dạ. Dạ, ok quý vị. Dạ. Ok thôi bây giờ mình dạ, trở lại cái đề tài ngày hôm nay. Xin phép bác sĩ, đã đến giờ quảng cáo rồi. Dạ. Dạ. Xin quý vị hãy giữ băng tần VNA TV 57.3. Chúng tôi sẽ trở lại trong chốc lát. Ta cháu con dân Việt hùng, nơi Mê Linh ta trùng phùng, đồng lòng nguyện vẫy vùng.